Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Tại thị trường Việt Nam thì Twister cũng là một cái tên có vị trí khá nặng đô trong bản đồ ngành xe đạp. Ra đời năm 2010, muộn màng hơn hẳn so với Giant hay các hãng xe đạp khác, nhưng Twister nhanh chóng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ và chiếm lĩnh thị trường châu Á và nhiều nước tại châu Âu. Rất nhiều bạn đã comment ý kiến muốn Xe Đạp Xanh tìm hiểu về dòng xe đạp này. Vậy thì chần chừ gì nữa, hãy cùng Xe Đạp Xanh tìm hiểu ngay hôm nay nhé! Đầu tiên, nhiều bạn hỏi xe đạp Twister là của nước nào, thì câu trả lời đó chính là nước Đức, đất nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, nơi sản sinh ra những thương hiệu xe hơi lớn như Audi, Mercedes-Benz hay là Porsche. Quy mô sản xuất của thương hiệu xe đạp Twister không ngừng mở rộng. Nhà máy lớn nhất tại Trung Quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trên thế giới, ngoài nhà máy tại Đức, Twister đã cho mở rộng thêm nhà máy tại các nước thứ ba. Điển hình nhất là nhà máy sản xuất quy mô lớn nhất được đặt tại Trung Quốc. Nhà máy có diện tích hơn 10.000 m², được Twister chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất từ Đức phụ trách phân phối tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Được đánh giá là siêu công xưởng, nhà máy này có khả năng đáp ứng phần lớn cho nhu cầu mua xe đạp Twister tại khu vực châu Á. Toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất của siêu nhà máy này được nhập khẩu chuyển giao từ Đức. Các công đoạn sản xuất đều được kiểm tra gắt gao theo đúng chuẩn CE của Liên minh châu Âu-EU. Nhà máy sản xuất tại Thái Lan được Twister mở sau công xưởng Trung Quốc. Hệ thống dây chuyền sản xuất cũng được chuyển giao toàn bộ từ Đức, đặc biệt là khâu kiểm định chất lượng, kiểm tra nghiêm ngặt các khâu sản xuất và giám sát kỹ thuật. Đây chính là lý do mà hầu hết các dòng xe đạp Twister trên thị trường Việt Nam là hàng made in China và một bộ phận được sản xuất tại Thái Lan. Tuy có thể sản xuất tại các nước khác nhau, nhưng chất lượng của sản phẩm luôn được đảm bảo, do đó người sử dụng hoàn toàn có thể yên tâm. Mỗi bộ phận cấu thành nên xe đạp Twister đều được cân nhắc lựa chọn bởi các kỹ sư người Đức. Với một chiếc xe đạp, chúng ta cần chú ý đến khả năng chịu lực tác động, chịu nhiệt độ cao thấp, độ bền và thích ứng với thời tiết để biết được nó có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không. Quá trình sản xuất khung xe diễn ra nghiêm ngặt hơn và có sự kiểm định gắt gao về chất lượng như độ cứng, độ chịu va đập rồi mới đưa vào lắp ráp để đảm bảo khung đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các dòng xe đạp Twister đều có thời gian bảo hành cho khung lên đến 5 năm, do đó người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn. Thiết kế của xe đạp thể thao Twister luôn nhận được những đánh giá cao, mức độ tinh xảo trau chuốt của khung xe. Với sự chắc chắn khỏe khoắn, chống chịu được những va đập tốt, mối hàn luôn được khéo léo và tinh tế không lộ liễu, màu sắc thể thao và đa dạng đem đến nhiều sự lựa chọn hơn. Chính vì thế, các dòng xe đạp thể thao Twister luôn được nhiều người tin tưởng lựa chọn, đặc biệt là những người đi xe đạp chuyên nghiệp hoặc những người cần xe đạp thể thao để luyện tập chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo video mới nhất và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.